Bộ Y tế vừa cho biết là sau hơn 4 tháng không ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19 thì ngày hôm qua, ngày 22 tháng 4 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Bộ Y tế cũng cho biết thêm là số ca phải thở oxy hiện đã tăng lên ở 132 ca. Tuy nhiên, trong ngày 22 tháng 4, thì số ca mắc mới đã giảm nhẹ so với 2 ngày trước đó, ở mức là 2.300 ca. Ở giới y khoa tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện 2 ca, khẩu trang và khử khuẩn khi đến nơi đông người. Người có nguy cơ cao và tiêm chưa đủ mũi thì nên sớm đi tiêm chủng. Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai vừa phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả phục vụ cộng đồng thông qua các dự án của Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai thực hiện trong vòng 15 năm qua từ năm 2008 đến năm 2023. 15 năm qua, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai đã vận động tài trợ hơn 530 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 120 công trình cộng đồng Phòng tránh Thiên tai như trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều công trình khác hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng vốn quay vòng, giúp hơn 1.000 hộ chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo, có thêm điều kiện để phát triển sinh kế, tích lũy vốn xây dựng, sửa chữa nhà cửa để phòng tránh thiên tai, cải thiện đời sống. Ngoài ra, quỹ còn hình thành các dự án khác như Vì Tương Lai Xanh, tặng học bổng khuyến học cho gần 1.000 em học sinh vùng lũ tại 24 tỉnh thành phố, hỗ trợ trang thiết bị trường học cho 135 trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, hỗ trợ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trồng thành công 106 hectare rừng ngập mặn, phòng hộ bảo vệ đê biển. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình khai mạc Tháng công nhân lần thứ 15 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, Tháng công nhân năm 2023 sẽ có các hoạt động trọng tâm như các cấp công đoàn thành phố sẽ tổ chức thương lượng đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm các chế độ tiền lương phụ cấp và điều kiện về an toàn vệ sinh lao động gặp gỡ đối thoại với đoàn viên người lao động để lắng nghe tâm tư nguyện vọng kịp thời giải quyết các vấn đề công nhân lao động quan tâm bức xúc tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động tôn vinh biểu dương đoàn viên người lao động tiêu biểu phát huy vai trò tiên phong trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước Tại lễ khai mạc tháng công nhân, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 100 phần quà 1 triệu đồng trên một phần cho các đoàn viên người lao động nỗ lực vượt khó. Trong 23 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đã và đang được triển khai, có 22 dự án được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1, quy mô 4 làn xe hạn chế với vận tốc thiết kế là 80 km/h. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ra soát tổ chức giao thông phân kỳ đầu tư 4 làn xe nâng vận tốc khai thác lên 90 km/h. Để bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong thiết kế tổ chức giao thông đối với đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe cơ giới, phần xe chạy hai làn mỗi bên thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Quản lý Đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, các ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải các địa phương trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra an toàn giao thông, nghiên cứu giả soát các yêu cầu thiết kế, tình trạng thực tế của tuyến đường, điều kiện thời tiết, các giải pháp an toàn giao thông mục tiêu để đưa ra đánh giá bảo đảm phù hợp với tốc độ khai thác hoặc có điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật nếu cần như làn tăng, giảm tốc, khoảng cách an toàn, hệ thống an toàn giao thông để có thể đưa các công trình dự án đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư nêu trên vào khai thác với tốc độ 90 km h Hiện nay trên tuyến cao tốc Bắc Nam chỉ có duy nhất dự án cao tốc đoạn Phan Thiết Dầu Dây được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 25m, bề rộng mặt đường 23,5m, vận tốc thiết kế 120 km h và tiếp theo chương trình sẽ là các thông tin về giá cả thị trường mà chúng tôi vừa cập nhật. Giá vàng trong nước ngày cuối tuần 23 tháng 4 đã phục hồi về mức 67,05 triệu đồng một lượng sau một tuần giảm về mốc hơn 66 triệu đồng một lượng. Liên tục trong các phiên từ ngày 17 đến 22 tháng 4, giá vàng trong nước ở mức 66,6 triệu đồng một lượng, thậm chí chốt phiên ngày hôm qua 22 tháng 4, giá vàng cũng chỉ ở mức 66,35 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn duy trì hướng ổn định. Thị trường thép trong nước ghi nhận nhiều thương hiệu thông báo giảm giá thép xây dựng với mức giảm từ 130.000 đến 1,12 triệu đồng một tấn. Đây đã là phiên giảm thứ ba liên tiếp từ ngày 8 tháng 4 đến nay, ghi nhận giá thép giảm mạnh trên sàn giao dịch. Giá thép giảm, theo một số chuyên gia, nguyên nhân là do nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc tăng mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 3 năm nay đạt 1,3 triệu tấn, tăng 55% so với tháng trước. Đây là lượng nhập khẩu cao nhất trong tháng kể từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, quý 1 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 76.700 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch đạt gần 236 triệu đô la Mỹ. Cùng với đó, các mặt hàng khác như quế, hồi đều xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước. Hiện Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu gia vị lớn trên thế giới, năm 2022 chiếm khoảng 11% thị phần toàn cầu. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ước tính Vụ hủ tiêu năm 2023 của Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên mức 225.000 tấn so với ước tính 200.000 tấn của vụ mùa năm ngoái.